cái người đệ tử thế hệ sau này để tu một cái phương pháp đó để đi đến cái chỗ là kiến tánh thành Phật. Thì cái giáo pháp đó là chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhờ Phật Nguyên Đăng cổ Phật khai thị và truyền đạt cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới truyền cho Ma Ha Ca Diếp và truyền dài xuống 33 đời tổ, là có đời tổ Vị Năng. Nó chỉ có pháp đó là vô pháp tướng mà là thị tướng, là cái pháp đó là pháp gốc của chư Phật, là pháp đó nó không có tướng tu, mà pháp đó là chỉ là thấy nghe nói biết để nhận ra chân lý là cái đạo, vậy nói thôi, nó không có tướng tu ha. Cho nên cái chỗ là đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có, là cái chỗ đó nó bị cái pháp đó nó không có tướng tu. Thành thử ra bây giờ hỏi cái người mà tu cái pháp đó tu như thế nào không ai biết ha. Cho nên Đức Phật ông mới cầm thành quay sang lên, ông mới truyền đạt cho Ma Ha Ca Diếp, có nghĩa là dĩ tâm truyền tâm, có nghĩa là cái người đồng tâm tương ứng đó, có thể là nó trở về cái chỗ thanh tịnh đó, thành thử ra mới tiếp nhận được cái pháp đó. Còn nếu chúng ta tu mà chúng ta chưa có được thanh tịnh thì không bao giờ tiếp nhận được cái pháp đó. Thành thử ra ta trong cái câu mà Đức Thầy ông thường nhắc đó, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu đó, hãy tìm kiếm cái không mới có. Yeah. Là cái không là cái chỗ đó, là cái pháp tu nó không có tướng tu, thành thử nó trở về cái chân không. mà trên đời này không ai biết cái chỗ đó hết. Nói vậy. Dạ, thì theo như con thấy như vậy nè chú Quân Hải. Yeah. Thì trong cái đoạn mà Đức Thầy cũng có nói, nhưng mà con cái là chỉ cho mình cái không duy không dịch vĩnh viễn trường tồn. Như vậy là không duy không dịch vĩnh viễn trường tồn, như vậy là mình có thể chia sẻ vĩnh viễn trường tồn là cái ý không duy không dịch là như thế nào? Lâu lâu mình cũng có cái đó, giờ mình nói tướng là giờ nói vô tâm là nhiều cái ẩn ý đó. Dạ. Mà chính Đức Thầy ông nói hãy tìm cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy gắng sức thi hành để có thầy ủng hộ, là cái chỗ là bất di bất dịch đó, là nó là cái thường hay ha, là cái chỗ đó mà chính Đức Thầy ông nói là coi như là mình hãy gắng tìm cái đó, hãy gắng sức sẽ có thầy ủng hộ. Bởi vì mình tu đây là gì, là nhờ cái sự lực gia trì của thầy. Chúng ta tu hành đúng theo cái lời thầy chỉ dạy thì cái lực gia trì của thầy và cảm giúp cho mình hiểu được cái chỗ là coi như là dạ. Vô ngã đó. Cái chỗ đó đó. Dạ, còn cái câu sau như có chỗ là nếu lấy sự thiền định, cái thiền định này là như thế nào, phá tan màn vô minh che phủ, là như vậy là mình thiền định này, để mình thiền định mình phá tan sao quên nhờ quên chia sẻ. Cái màn vô minh thì nó đúng ra mỗi con người chúng ta đều có một cái đó. Bởi vì cái đó là cái khối nghiệp của chúng mình. Nó nhiều đời nhiều kiếp nó mới tạo thành cái khối vô minh. Cho nên Đức Thầy ông biểu mình phải lấy thiền định để phá tan mà vô minh che mà căn trí, con người mới hết nhận nghĩ làm trên. Còn nếu chúng ta mà không phá được cái mạng vô minh đó thì chúng ta dễ bị nhận nghĩ làm trên á, làm chấm thì cho tà, làm tà cho chấm, nó đảo lộn với cái sự thật. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta muốn phá bỏ cái mạng vô minh đó thì đúng theo cái lời không chỉ của Đức Thầy ông dạy. Cho nên từ từ ông nhắc đi nhắc lại, mà có một cái là nhiều khi mình ít có chú ý thôi. Ông biểu mình tìm đạo thiền gấp gấp sáng phía. Thử ra ông chỉ mình cái chỗ đó, chỉ có thiền định á mới phá tan cái đó mà được, còn nếu mà thiền định không được thì không bao giờ phá được. Thành thử ra cái chỗ đó là cái chỗ bí quyết của người tu. Thành thử ra phải lấy thiền định mới được, bởi vì thiền định là cái pháp gốc của chư Phật. Đức Phật ngày xưa thành đạo cũng nhờ thiền, rồi bao nhiêu vị tổ trong dòng thiền tông cũng nhờ thiền mới ngộ đạo. Thành thử ra cái pháp đó là pháp gốc của chư Phật. Mà chính Đức Thầy mình hiện tại bây giờ là coi như là ổng nhờ cái tu thiền đó, thành thử ra ổng mà nhờ gặp được minh sư chỉ điểm mà ổng mới ngộ đạo, cũng là nhờ tu thiền. Cho nên những cái nhiều anh em đằng kia nọ cũng hỏi tôi vậy chứ Đức Thầy hồi đó ông tu pháp nào mà ông ngộ đạo, tôi nói hồi đó ông tu thiền đó. Thành thử ra nhiều anh em thắc mắc, ông nói tu thiền hồi nào, xong mà thấy trong kinh sách ông không có nói. Nhưng mà thật ra có nói mình mới dám nói, chứ không có mình không dám nói. Thì sẵn đây thì tôi cũng nói qua một cái khoảng là giờ chứng minh luôn để Đức Thầy ông tu thiền mà ông ngộ đạo. Vì ông nhắc cái câu nói này nè, ông nói ta cũng từng vào cát ra đài, tột bực giàu sang, nghĩ si danh lợi chẳng màng, liền lên ẵng giặc lâm sang tu trì, nhờ trời may mắn một khi thẳng thơ lại gặp Đức Thầy Bửu Sơn, điên này bày tỏ nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn giải truyền, thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ.
Thì cái câu á, là nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ đó, là cái ẩn ý như thế này nè. Khi ngài gặp được á, Phật thầy Vũ Sơn đó, mới truyền pháp đạo cho ngài trong sáu khắc. Thường thường sáu khắc đó người ta gọi là đêm năm canh, ngày sáu khắc, là tức như một ngày ngài đã ngộ đạo, ngài mới về mở ra cái đạo Phật giáo hoàn hảo, ngài truyền bá cho đời. Thì để nữ ra cái đó là ngài là tu thiền, ngài ngộ đạo đó. Vậy vậy là trong sát thân của thầy, thầy cùng trò lại qua đêm thiết, là ít là nói đã làm cứ đa trong quyển ba, nói làm cứ đa đó, phải không Quỳnh? À, cứ đa trong sát thân của thầy, trong một cái vị thầy đằng kia nọ, người ta cũng nói tiếp với nhau. Dạ. Nói tiếp với nhau. Còn cái tu thiền mà huynh kể ngay mà đó tổ sư Đạt Ma đó để qua mà giáo huấn cho bên ông thần Tú đó, mà tại sao, lý do gì mà không đạt? Cái chuyện này cũng rất hay nha. Bởi vì hôm trước tôi cũng có anh em ta cũng hỏi khoảng đó, rồi tôi cũng có nói. Bởi vì cái đầu tiên á thì coi như là Lục Tổ Huệ Năng đi cầu pháp, tức như là gặp Hoằng Nhẫn Tổ Sư. Thì Hoằng Nhẫn Tổ Sư hỏi ngươi đến đây để làm cái gì, thì Hoằng Nhẫn ta Lục Tổ Huệ Năng mới nói là con đến đây để cầu thành Phật, chỉ có dõng dạng cầu thành Phật thôi. Thành thử ra từ cái chỗ đó là coi như là Hoằng Nhẫn Tổ Sư thấy là cái người căn cơ có chí lớn, cho nên ông mới biểu ra ngoài sau để giả gạo đó. Thành thử ra tất nhiên là ông muốn kiểm chứng lại cái người học trò coi đủ tiêu chuẩn mà để ông truyền pháp đạo hay không. Trong trải qua 6 tháng để mà ở ngoài giả gạo, thì tới một ngày kia đó ông đi ra để coi coi Huệ Năng như thế nào. Thì ra được kia nữa ông mới hỏi là gạo trắng chưa, thì Huệ Năng mới trả lời gạo trắng đã từ lâu, chỉ còn cái sàn. Tất nhiên là ông đã ngộ hiểu biết rồi, nhưng mà sợ giờ sự ấn chứng của thầy nữa mà thôi, là ấn ý là như vậy đó. Rồi cái ông tổ sư ông mới gõ vô cái cối ba cái, là ám chỉ là coi canh ba lại để thầy truyền pháp đạo cho. Tất nhiên là canh ba khi tới rồi kia nọ, thì ông mới lấy áo cà sa mới căng ra, rồi giữa thầy trò với nhau mới truyền pháp đạo. Thì truyền tới cái câu là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ sắc sanh hương vị xuất pháp, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì tới cái câu đó là cái Huệ Năng hoàn toàn là coi như là đại ngộ, là cái chỗ là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đó. Thì cái đó là coi như là ngài đã ngộ đạo cái chỗ đó. Thì trong khi cái thời gian mà còn đang tu học đó, để mà làm kệ, để mà trình lên tổ, mà để mà coi ai mà hiểu được cái những cái tâm ý về Phật pháp á, thì ngài truyền cho Y Bác đó để làm tổ thứ sáu á ở bên Trung Hoa đó. Thì trong khi đó có người học trò giỏi nhất là ở trong đó là ông Thành Tấu, là thầy giáo thọ, là cái người rất là giỏi, kinh sử rất là lão thông. Thì cái thời đó mà nếu mà nói về kinh tiểu thừa, trung thừa, đại thừa đằng kia nọ là coi như là ông Thành Tú ông thông hết á. Cho nên lúc đó thì chỉ có cái ông Thành Tú mới trình kệ với ông Hoằng Nhẫn Tổ Sư, thì bên nay với ông Lục Tổ Huệ Năng, thì hai người trình kệ lên. Thì cái bài kệ của ông Thành Tú á thì coi như là ông Lục Tổ không bác, nhưng mà ông biểu lấy bài kệ đó tụng thì được nhiều phước báo vậy thôi, chứ ngoài ra thì không có đạt được cái ngôi tổ. Thì trong cái ý mà coi như là được phước báo đó, là trong cái bài kệ đó mà ngũ tổ ông bác á, là cái ẩn ý đó, cái đó là cũng như là ông cầu cái tâm ông trong sáng để ông làm giàu mà thôi, chứ không phải là ông cầu giác ngộ giải thoát. Cũng như nói là tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phát thức, có nghĩa là cái tâm đó nó như cái đài gương sáng á, nhưng mà vì cái đống bụi, tức như là mình phải lau chùi nó mới sáng. Còn cái bài kệ của ông Lục Tổ Huệ Năng á, thì cái câu là bồ đề vốn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất giặc, nào có dướng trần ai. Thì cái bài kệ ông chứng tỏ là cái người đã ngộ tánh, cho nên từ cái chỗ đó mà ông đạt được Y Bát. Thì hai cái nó phản ý nhau vậy thôi, chứ nó đúng ra thời đó là ông Thành Tố không phải là ông dở, nhưng mà có một cái là ông không có chí nguyện lớn,
ông tu cũng không muốn thành Phật. Ông thành tố là ông dạ. hay nhất chứ, ông hay dữ lắm à, nhưng mà ông đi bề ngoài thấy không? Sao lại là Đức Thầy cũng có nói là theo lục tổ chứ theo thần tú. Dạ, đúng rồi. À, như vậy là mình tu theo cái pháp của lục tổ. Dạ, đúng rồi, Đức Thầy ông chỉ mình đó, là ông biểu mình theo lục tổ chứ đừng theo lục thần tú. Ừ. Thần tú có nghĩa là tu lý tu sự cơ mà. Dạ. Thành thử ra ông nói chuyện được cái nọ, ông luận lý được kia thao thao bất tuyệt thì thôi, nhưng mà ông không có nổi cái tánh của ông. Danh tự ha. Cũng như tu mà cũng còn cầu về danh lợi đó. Nói vậy thôi, cầu cái tâm mình trong sáng để mình làm ăn, để giàu có thành một cái người danh nhân thành đạt hoặc cái gì đó, chứ không phải là cầu để giác ngộ, để giải thoát. Thành thử nó khác hơn cái lục tổ quyền năng là hai cái chỗ đó đó. Dạ. Nói vậy thôi à. Cái câu mà Đức Thầy có nói là theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ từ xưa nay mới có ai thành đó. Hồi đó cái thời Phật Thích Ca có chuông mỏ gì không hả Huynh? Cái thời Phật Thích Ca này không có chuông mỏ. À, thời sau này á, họ mới bày ra. Bày ra vấn đề mà chuông mỏ này kia nọ đó là coi như là đắp xi măng sơn phết đặt tên rồi đó. Thành thử ra cái đó là kinh doanh. Kinh doanh về cái ngày đó bởi Đức Thầy ông mới quở vấn đề đó. Dạ. Nói vậy thôi. Bởi vì ông biểu mình theo lục tố chứ đừng theo thần tố. Thần tố là vậy đó. Dạ. Dạ, tiếp rồi, thôi, vậy thôi tiếp đi. Dạ. À, cũng xin hỏi chú một cái nữa đừng mình có thể mà kết thúc cái đề tài hôm nay. Rồi. Thì nãy giờ cũng rõ nét nhưng mà có cái là cái điều này nè chú. Thì Đức Thầy cũng có diễn tả cho biết đó. Là cái trong cái bài mà tư duy đó, còn cũng tưởng, mắt cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, hành cũng tưởng, bài cũng tưởng, thương tưởng, ghét cũng tưởng, như vậy chú có thể nói rõ cho một cái phần tưởng đó là do nơi nguyên nhân gì mà mình tưởng như vậy? Cái tưởng đó là do cái thức của mình á, cái thức mình á, cũng như cái thức mộng mị chim bao, nó mới nghĩ ra nó mới tưởng. Nó tưởng như thế này, nó tưởng thế kia, còn cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng. Cho nên Đức Thầy ông nói là ông giáng chỉ mình lại đừng để ý thức dẫn dắt. Cái đó là cái thức đó, cái thức nó biến, nó dẫn dắt. Mình để mình đi trong luân hồi nè. Cho nên cái tu á, mình đó, đừng có chạy theo cái phần ý thức đó. Mà mình hãy trở về nơi thanh tịnh. Mình dùng cái trí, cái trí và cái trí hiểu biết của mình á, để mình tư duy, để mình tu thì nó không bị lạc. Còn mình dùng cái thức để suy nghĩ nó dễ bị lạc. Là cái chỗ đó nó vậy đó. Dạ. Tiếp rồi, tiếp rồi. Dạ là cái do tư tưởng nha. Do tư tưởng mình á. À. Do tư tưởng ý thức nó sanh ra ha, cái phần tưởng. Dạ. Tưởng của thức ứng đó. Thành thử ra nó tưởng đó nó đâu có đúng sự thật đâu. Ví dụ ở đây nó đâu có biết trên trời đâu, nó tưởng ở trên trời đó. Ở đây nó đâu biết ở dưới đất đâu, nó tưởng ở dưới đất nó nói. Thành thử cái tưởng đó, bởi vì cái tưởng đó nó nguy hiểm lắm. Cho nên cái người tu là phải trở về cái trí á. Cái trí nó mới hiểu biết, nó mới đúng, còn cái kia nó phần thức nó diễn đạt. Tôi thấy nãy giờ là Huynh nói thì tôi quá hay, nãy giờ nói về tâm không. Nhưng mà có một số người bây giờ người ta nói vậy mà bây giờ theo để Huynh có làm sao rồi, để Huynh nói thật vậy nha. Ở đây là để với học hỏi mà trên cộng đồng mạng luôn. Có người ta nói là bây giờ đó, người ta là ăn chay 4 người ngày, người ta không làm gì đó, nhưng mà yêu cầu ta niệm Phật tới ngày ta lâm chung thì bây giờ lại niệm Phật là ta được giáng sanh là như vậy. Mình thấy như vậy là cái kết quả như thế nào à, chị Huynh? Ừ, cái đó là tùy theo cái cơ duyên của người đó. Ví dụ cái cơ duyên người ta không có ăn chay trường được, người ta ăn có 4 ngày à, rồi ta chuyên tâm niệm Phật thì như vậy cũng được chứ không có gì, tùy theo cái duyên như thôi. Còn cái duyên mà có người mà tiến lên cao hơn chút nữa thì hơi cao hơn chút vậy thôi, chứ không có gì. Vì giới lực không giữ được, nhưng mà tới ngày đó thì mình cũng niệm Phật tới là lâm chung thì Phật cũng rước được hay sao? Nếu mà nói đúng cái nghĩa mà được Phật rước á là mình phải giữ gìn giới lực cho nghiêm minh. Còn nếu ta không có giữ gìn giới lực được kia nọ thì chắc là Phật khó rước, không nói Phật. Phật khó rước. Khó rước. Phật muốn rước rước cũng không được. Khó rước. Bây giờ nói thì nó đụng chạm. Bây giờ nói theo câu giảng đi mà Đức Thầy nói gì là môn tịnh độ là phương cứu cánh ráng phụng hành cái phục xưa là tịnh môn tịnh độ là cứu cánh, mà như vậy là cứu cánh như thế nào mà phụ hành mà phụ Phật xưa là phụ Phật xưa là Phật nào? Phụng hành Phật xưa cái, là cái môn tịnh độ là phương cứu cánh ráng phụng hành cái phụ Phật xưa. Thì nó đúng là cái môn tịnh độ này á là coi như là của Đức Phật A Di Đà, ngài đã thuyết giảng mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình ổng nhắc lại.
Thì cái phương pháp đó, nếu mà ai hành đúng ra cái phương pháp đó mới gọi là pháp môn cứu cánh. Còn nếu mà hành mà nó không đúng thì không thể nào cứu cánh được. Vì cứu cánh là tức là giải thoát. Mà nếu mà giải thoát là giải thoát sanh tử luân hồi. Còn chúng ta mà cái tu vào pháp môn định đạo là thiết chúng ta cầu tha lực. Mà ta cầu tha lực mà coi như là cái tâm của chúng ta nó còn vướng bận nhiều cái các thứ quá đi thì khó. Nói vậy thôi. Thành thử ra mình phải niệm Phật là mình phải dứt tất cả những các duyên mà mình gây tạo đó. Mình phải dứt các duyên, thành thử ra mình mới cầu tha lực mới được. Còn mình còn bám giữ các duyên quá nữa nó cũng khó. Nói vậy thôi. Nói tiếp đi. Thì nói chung ra thì nhân duyên bữa nay cũng gặp được Huynh Hải để mình chia sẻ chung đó Huynh. Thì hồi trước tới giờ thì cũng được cái nhân duyên gặp ở đây đồng đạo cũng về đây để anh em mình bàn luận đạo đức để nhắc nhở. Thì thôi để hỏi cái câu trong cái pháp môn mà cái này là Đức Thầy cũng có chỉ là như có cái đoạn trong 48 lời thệ nguyện mà tại sao Đức Phật nói là nếu chúng sanh nào niệm đến từ như 1 đến 10 mà trừ ra cái tội ngỗ nghịch bị bám chính pháp gì đó là như vậy là hiện bây giờ mình không niệm rồi như vậy khi lai gần lâm chung mình niệm có được hay không, nhờ Huynh có thể chia sẻ cái phần này gần chơi gần hấp hối đó mình niệm được nổi. Hay lúc là mình cứ sẵn đó, niệm sẵn đi rồi. Còn mà nếu mà cái người còn tỉnh giác đó mà niệm được từ 1 niệm cho đến 10 niệm tâm chẳng loạn động thì cái người đó được Phật tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà thật ra nếu mà cái người mà tu mà không có làm theo những cái điều Phật dạy, ví dụ không ăn chay, không giữ gìn giới lực, rồi không làm hành tập thiện, rồi tất cả những cái nhiều cái chuyện khác á, mình không làm gì hết, chỉ là mình cầu vãng sanh thôi, mà cái tâm mình á, khó mà niệm được cái chỗ là 10 niệm mà nhất tâm bất loạn, coi vậy chứ không được đâu. Tuy là Đức Phật ông nói rất dễ nhưng mà là không được. Là tại sao? Là khi gần hấp hối tinh thần sao xuyến nó bắn loạn đủ thứ hết trơn, mình không chưa biết mình nữa, chứ đừng có nói chi mình niệm Phật. Nó thật vậy đó. Chỉ có người niệm Phật á, là nó thuần khiết, là cái tâm người đó lúc đó người ta đạt được cái chỗ thể thanh tịnh. Lúc đó nghiệp nó không dẫn dắt được thì cái tâm nó mới thanh tịnh thì niệm nó mới được. Còn cái tâm bất tịnh làm sao mà niệm? Lúc đó nghiệp nó quật mình. Nào là nó nào là những cái nghiệp mà những cái chúng sanh đó mà mình gây tạo đó bắt đầu nó hiện trong cái tâm thức của mình á, nó đòi. Lúc đó coi như là tinh thần mình nó bất loạn, bất an. Một niệm không được, nó chỉ đừng nói chi là mười niệm. Mà sao cái câu đó là Đức Phật Thích Ca ngày nói 48 lời thệ nguyện đó mình. Đúng 48 lời thệ nguyện. Bởi nhiều khi đó mình mới suy nghĩ. Là đúng nó vậy đó. Nhưng mà nói vậy chứ niệm không có được, niệm được đi Phật tiếp dẫn liền ha. Niệm không mà được. Lúc đó không có được ha. Dám chắc là không có được. Như vậy là mình phải hàng ngày phải gán quân tập. Thì phải quân tập làm sao nó thuần đó thì nó mới được. Còn nếu mà không có quân tập mà có chờ tới gần đó mà ông mà niệm đố hay niệm được không niệm đó được thì muốn bằng rẫy mà không cày đất không cày gì mà đi găm xuống là cái chuyện khó sao cái cày khó sống quá ha. Rồi cái nữa là nói, khi mà người chết rồi đó mà nhiều khi mà có người hỏi bây giờ đó, người chết rồi mà mình cầu nguyện như vậy có siêu hay không? Nhờ Huynh chia sẻ cái phần này để cho mình rõ thêm. Câu này hỏi hay à. Đúng là cái sự sống chết á, là cái nhân quả của mỗi người. Đó là cái tổng kết nhân quả của một kiếp người. Không ai có quyền xen vô mà để mà nguyện cầu gì hết. Nhưng mà cái nguyện cầu này với cái tình, cái tình là nghĩa sớm, cái tình đồng đạo để tới để nào nguyện để mà đem một cái sự mà an vui cho một cái gia đình đó ha, để cho có cái niềm tin vậy thôi ha. Chứ nó thật ra không có bao giờ mình cầu được cái gì hết đó. Không, mình nói thật vậy đó ha. Bởi vì Đức Phật ngày xưa người ta bên phái Bà La Môn có hỏi Đức Phật cái người chết ha, có thể là cầu được vãng sanh hay không. Đức Phật không cầm cái viên đá ông thảy xuống cái ao nước ha. Nếu đem kinh hay là đem những cái gì lại tụng mà cái viên đá nó nhảy lên ha, thì mới được. Đó mình điển hình mình làm được không?
Cái là cái nhân quả của mọi người không ai xen vô được hết trơn á, nhưng mà cái tình đồng đạo hoặc cái gì đó thì cái đó là mình trợ duyên, mình an ủi với nhau vậy thôi. Dạ. Nó đúng ra không có cầu được cái gì hết trơn á, nó thật mà nói vậy đó. Dạ. Thì cái điều đó là cho nó rõ nét rồi đó. Dạ. Thử ra thì đệ muốn hỏi thêm cái nữa rồi mình kết thúc cái đề. Dạ. Là Đức Thầy cũng có nói là định tâm thần như mặt nước hồ. Ừ. À, si với nghĩ, nghĩ si đường lối, chứ nghĩa là muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối ghi vào lòng sách chữ Di Đà đó quên. Thì bây giờ như vậy là